Vào đi. Dạ thưa chủ tịch, em gửi báo cáo tháng này ạ. Ừ, đưa đây tôi xem. Làm tốt lắm. Mới vào được một thời gian, nhưng tôi đã nghe được rất nhiều lời khen về phía cậu đấy. Dạ. Cậu về báo với mấy anh em rằng tháng này tôi sẽ thưởng thêm cho phòng kinh doanh nhá. Dạ vâng ạ. À, em xin phép ạ. À khoan đã. Tập đoàn chúng ta đang phát triển thêm mô hình kinh doanh mới. Đó là cho thuê sân bóng và bán dụng cụ thể thao. Tôi muốn đề bạt cậu làm giám đốc điều hành cho lĩnh vực đó, cậu thấy thế nào? Dạ, em có hơi lo lắng một tí. Tại vì em cũng mới vào làm được có mấy tháng thôi mà đã trở thành giám đốc điều hành. Em sợ em không làm được ạ. Cậu lại coi thường vào đôi mắt nhìn người của tôi à? Dạ không ạ. Cứ thế tiến hành đi nhá. Tôi sẽ gọi công ty của cậu đang nắm quyền là công ty Đa Giang. Dạ vâng ạ. Cố gắng lên nhá, thế mà phát huy đấy. Vâng, em xin phép ạ. Alo, hợp đồng của tôi thế nào rồi? Ừ, được rồi. Thôi, cô làm việc của mình đi nhá. Tôi đang ở sân bóng, lát nữa tôi qua. Ừ. Giám đốc, em chào anh ạ. Ừ, chào cậu. Tôi đi kiểm tra sân bóng. Cuối tuần rồi mà sân vắng phết nhỉ? Dạ vâng. Cuối tuần nhưng mà giờ còn nắng quá anh ạ, cho nên người ta chưa đá nhiều ạ. Ừ. À mà anh ơi, bây giờ em xin phép đi trước ạ. Em vào kia có chút việc ạ. Ừ, nếu mà cậu có việc thì cậu đi đi. Dạ vâng ạ. À, mà trời nắng như này, anh không đội mũ này mặc áo phông nữa. Hay là anh mặc gạc đồ của em đi ạ. Thôi, không sao. Cậu cứ đi làm việc của mình đi. Em vào ngay trong kia thôi, anh cứ mặc tạm đi ạ. Thôi được rồi. Ừ. Dạ vâng. Cảm ơn cậu nhá. Dạ vâng ạ. Tôi vào sân bóng một tí. Dạ vâng. Sao sân nhiều rác thế nhở? À, tạo dáng lên xem nào. À, tươi tươi lên nào. Ôi. À, cái nữa nào. Ôi. À, tươi tươi lên nào, tươi lên nào. Đấy, nó phải như thế. À, cái nữa nào. Ôi, rồi. Ok, xong rồi. Ơ. Ơ. Thằng yêu cũ em kìa. Ra xem. Ai đây? Nam à? Không ngờ sau mấy năm gặp lại, tao lại gặp lại mày trong hoàn cảnh như này đấy nhở? Ra là hai người à? Tôi cũng không ngờ đấy. Đấy, em thấy anh nói có đúng không? Mấy thằng học đại học xong ấy, ra bây giờ cũng chỉ làm bảo vệ nhân viên quèn, chứ có ai cóc gì đâu. Bị sao đấy ạ? Trời, xe bị làm sao ấy? Em xuống đây để anh xem nào.
Hoa, em đi đâu đấy? Em đi xin việc ở quán cà phê, nhưng chắc bây giờ muộn rồi ạ. Đi lên xe chở đi luôn. Mà em việc gì phải làm mấy công việc ở chỗ như thế? Về làm quản lý nhà hàng của bố anh, nhàn hạ mà lương cao. Em làm ở quán cà phê thì có cái vẹo gì đâu mà lại vất vả. Về nhà anh nhá, cứ việc gì nhẹ thì làm, lương thì cao. Thôi lên xe đi nhanh lên, chân trừ đi nữa. Đi, chân trừ đi nữa. Hoa, em đi đâu đấy? Làm sao? Hoa mà phải đi xe ghẻ của mày á? Xe này, đi xe đi quái, vứt mẹ đi. Cậu quá đáng rồi đấy. Làm sao? Mày làm gì tao? Mày tin là bố tao cho mày đi tù luôn không? Không nhìn thấy mặt trời luôn không? Mà tao nói mày biết này, nếu đã không lo cho Hoa ấy thì để tao lo. Đi, lên xe. Anh cũng nghe ngày nói rồi đấy. Đây là cơ hội của em phải biết nắm bắt. Chúng mình chia tay đi. Cái gì? Hoa, sao lại chia tay? Hoa, em xuống. Này, tôi thấy thật đúng đắn khi ngày xưa đã bỏ anh đấy. Đồ nghề hèn bẩn thỉu. Cô tha hóa quá rồi đấy. Mày nói cái gì đấy? Hả? Tao nói mày với cô ta, hai người từ xưa đến giờ vẫn vậy, vẫn thiển cận, vẫn trọng tiền. Thằng không xu dính túi như mày mà cũng đủ tư cách để nói chuyện tiền với tao á? Chẳng qua cũng là thằng bảo vệ quen, lấy tư cách gì mà dạy đời nhau. Thật đáng khinh. Mày nói ai đáng khinh? Tôi nói cho cô biết, tôi sai lầm vì ngày xưa đã yêu cô. Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy khinh thôi. Chỉ vì đồng tiền mà cô bỏ tôi đi yêu người khác. Cô không thấy nhục à? Mà bây giờ còn dạy đời người khác. Mày có tin tao cho mày nghỉ việc ngay bây giờ không? Cô có thể làm được điều đấy à? Tao làm được. Mày quên bố tao là ai rồi à? À, rồi. Bố mày là ông Đông, giám đốc của chuỗi nhà hàng. Nghe cũng rất gì về này nọ đấy. Nhưng mà tao nghe nói công ty của bố mày đang đứng trên bờ vực phá sản à? Ai? Mày biết cái gì mà nói? À? Mày nói linh tinh cái gì đấy? Nếu tao mà là mày ấy, thì giờ này tao phải ở nhà để xem công ty có trục trặc gì mà tìm cách khắc phục. Chẳng qua cũng là thằng bảo vệ quen, chắc nghe phong phanh ở đâu nên nói sằng bậy đấy. Anh à, anh bảo anh quen chủ sân đúng không? Đuổi cổ thằng này ngay đi cho em. Được, việc này cứ để anh. Đây là sân của công ty Đa Gia. Dạo này bố anh làm ăn rất nhiều với công ty này. Anh sẽ nói với bố một tiếng, bảo họ đuổi cổ chó ra khỏi sân. Nếu như chúng mày nghĩ chúng mày làm được ấy, thì hãy cố gắng làm cho tới cùng nhá. Nói ra mà không làm được ấy, trẻ con nó cười cho đấy. Thằng chó này, em cầu được anh. Mày đi chết à? Anh có bị sao không? Thằng chó này, mày dám đánh tao à? Mày muốn đi tù không? À? Tao nói cho mày biết, tao chỉ tự vệ thôi, còn chính mày là người gây sự đấy. Hôm nay tao mà không đánh mày một trận thì cả xã hội được cười vào mặt tao. Dừng lại! Các người làm loạn ở đây à? Tôi đây, khách quen đây. Cậu Hải à? Cậu đuổi ngay thầy cho tôi. Giám đốc mà có hỏi thì bảo là cậu Hải, con của ông Đông, đối tác làm ăn với bên Aza. Đuổi đi! Cô nói cái gì đấy? Đây là giám đốc của Aza đấy. Thật, đây là giám đốc á? Phải. Giám đốc? Không thể nào, anh ta mặc đồ bảo vệ cơ mà. Nếu hai người mà tiếp tục giữ quan điểm, nhìn người khác mà đánh giá ấy, thì không bao giờ khấm khá hơn được đâu. Còn mày, lúc nãy mày nói gì nhở? Đối tác Đa Gia, mày nghe cho kỹ này, con nợ của Đa Gia mới đúng, mày hiểu chưa? Con nợ? Tao đã định cho công ty của bố mày thêm một tháng nữa, nhưng ai ngờ con trai của ông ta lại tự tin thật đấy. Để tao xem mày còn láo toét được không. Giám đốc ơi, đừng. Giám đốc. Alo,
tịch thu hết khối tài sản của ông Đông, đóng cửa toàn bộ nhà hàng cho tôi. Giám đốc ơi, em xin anh, cho em một cơ hội nữa thôi. Giám đốc, em xin anh. Là thằng đàn ông ấy, đừng dễ dàng quỳ như vậy. Mày đứng lên đi, lúc nãy mày tự tin lắm cơ mà. Anh Hải, thế này là thế nào hả? Sao anh bảo công ty của bố anh vẫn phát triển tốt cơ mà? Anh Nam, em biết anh còn yêu em mà. Anh cho em một cơ hội nữa được không? Xin lỗi, tình yêu của tôi dành cho cô nó đã chết từ lâu rồi. Còn cô ấy, học lại cách sống đi, đừng có sống lỗi nữa. Sống mà cứ dựa hơi vào những người có tiền ấy thì không bền được đâu. Tránh ra. Em cầm rồi ạ.